Trời gì mà nóng quá. Trời không có miếng gió nữa. Đi lẹ lên má. Cái con này. Má 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 má. Chị ba. Dạ. Nghe nói là bên nhà của Biện Tôn á đem lễ vật qua hỏi cưới con lại nhà chị phải không? Mà thường thường á thì người ta làm vậy á là khi đã là của nhau. Chết rồi, không lẽ con là với lại cậu hai chánh. Cô đừng có nói bậy đó nghe. Tuyệt, sao con nói bậy vậy? Cái gì mà không lẽ đây mà là chính xác đó. Ủa, con gái mà đàng hoàng thì ai mà như vậy? Không tin chứ gì, thì dễ quá mà. Con của mình thì về nhà hỏi thì ra lẽ chứ gì. Hôi thúi, đi con. Sớm mai rồi ta sẽ chiều nhớ ai sụp gian hè ô ngó những bóng trăng già thấy tình cứ trăng to nhớ ai mà trong đêm sao hôm nay em căng thẳng gì? Có chuyện gì sao? Phải chọc quyền nó mới được đi nhậu mẹ trong lễ cưới hoài mới được. Gia đình anh hai chánh nói là muốn qua nhà em chơi. Ai dè họ lại âm thầm mang theo trầu rượu khiến tía em rất là giận dữ. Sao nó nói gì hết vậy? Họ hồ đồ thiệt đó. Nhưng mà cũng nhờ vậy nên anh mới có thêm cơ hội. Anh không sợ hả? Mai mốt người ta đường đường chính chính qua nói chuyện với tía má em, hỏi cưới em cho hai chánh hả? Anh, hay là anh nói với người lớn qua nói chuyện với tía má em đi. Tía em đang giận bên nhà ông Biện, giờ có người lớn qua nói chuyện tía em sẽ yên tâm hơn, vậy mình mới có cơ hội. Anh đã mồ côi từ nhỏ, đâu có tí má đâu mà qua hỏi cưới em cho anh. Không có hỏi cưới đi, mai mốt người ta rước em đi ở đó mà than thân trách phận. Anh nói giỡn thôi, để anh và thầy tư tị, anh và thầy qua hỏi cưới em cho anh ha. Ờ đúng rồi, thầy tư tị lo cho anh từ đó tới giờ mà, có khác gì tía má anh đâu. Anh nghĩ chắc mọi chuyện sẽ ổn hơn. Bầu ơi có như mình không đang kêu tất ta tan tình đang kêu khóc tương tư mình tại sao nhớ như mình làm gì vậy? Cái mặt bà lúc nào cũng hầm hầm như vậy. Bọn có chuyện gì nữa hay sao? Còn chuyện gì nữa? Ông coi thằng con ông kìa, suốt ngày á cứ nằm rú rú trong phòng á, rồi không chịu ăn uống gì hết à. Tôi đi vô nó cũng không thèm nhìn tới mặt tôi nữa. Thì cũng tại bà đó. Qua thăm người ta được rồi, bài đặt lễ vật rồi lễ nghĩa gì. Chẳng những người ta trách bà, giờ tới thằng con của bà cũng trách bà nữa kìa. Nè, cái chuyện nó đã rồi, bây giờ ông còn trách tôi nữa là sao? Tôi cũng đâu biết cách nào để gỡ lại đâu. Bây giờ á, ông á làm ơn đi vô nói chuyện với nó đi. Ông khuyên nó nhiều khi được á, chứ tôi á là nó không thèm nghe rồi đó. Sao tôi khuyên được? Chính bà là người cọc dây, rồi bà cũng phải là chính là người mở dây chứ.
Ông nói sao kỳ cục vậy hả? Bộ ông không lo cho con mình hay sao? Ông thấy nó như vậy rồi ông tỉnh bơ à? Dạ, đây bác, con mới tới. Con, con mới tới chơi hả? Ngồi chơi đi con. Dạ. Ngồi đi con, ngồi xuống đây. Dạ, hôm nay con lên chợ huyện, con thấy có sắp giải này đẹp. Con mua biếu bác, bác mà may đồ lên là đẹp lắm á. Trời ơi, nói con bao nhiêu lần rồi, đã nói là qua đi chơi là được rồi. Lúc nào cũng quà cáp như vậy là mắc ngại lắm đó. Dạ có gì đâu bác, với lại con thấy đẹp mà. Cảm ơn con nha. Mà anh này tránh đâu hả bác? Nó nằm một đống ở trỏng kìa. Sao vậy bác? Còn sao nữa, thì cái chuyện con lại đó. Nó giận bác, nó không thèm nhìn mặt bác luôn vậy đó. Còn những cái thiệt tình mà ảnh cũng thiệt là kỳ nữa. Bác làm vậy á là cũng chỉ vì thương ảnh thôi mà. Thì bởi vậy, nhưng mà nó đâu có hiểu được bác. Thiệt á, có ông thằng con bây giờ bác với tổng chết luôn vậy đó. Bác, hay là bây giờ con vô khuyên ảnh được không bác? Con vô hả? Dạ, không chừng con nói mà ảnh lại nghe đó. Cũng có thể đó con. Dạ, con xin phép bác. Anh không ăn gì sao? Anh cứ ngồi thừ ra đó mà buồn rầu á thì cũng chỉ khổ thân anh thêm thôi. Tại sao anh không qua đó để mà gặp cổ? Tôi đã gặp lại rồi, nhưng mà cổ không nhận lời xin lỗi. Có bộ cổ còn giận gia đình tôi. Con gái ở bên ngoài thì cứng rắn vậy, chứ bên trong yếu mềm lắm. Anh kiên trì thì sẽ thành công thôi mà. Lần thứ nhất không được á thì mình đi lần thứ hai, cần thì mình đi lần thứ ba. Cứ đi riết á thì cũng sẽ phải thành công thôi. Con gái không thích mỗi người đàn ông dễ bỏ cuộc đâu. Ý cô là tôi phải gặp lại lần nữa? Nhưng mà không biết lại có chịu gặp tôi không? Anh không thử thì làm sao mà biết được. Ê, lại, đợi tôi một chút. Trời, hên quá, gặp lại ở đây. Dạ, có chuyện gì vậy? Ta nói không có bác ba là gia đình tôi khốn đốn biết bao nhiêu. Dạ. Mà nhà thì nghèo quá, có hai con cá, gửi bác ba ăn lấy. Ôi, thảo cả nha. Cô cầm đi. Dạ rồi, cảm ơn anh. Không có chi đâu. Dạ, dạ rồi. Thôi tôi đi nghe. Cảm ơn anh ạ. À, không có chi mà, nên đi nghe. Bực mình thiệt, cha thầy đời nó mất rồi. Chẳng lẽ lại là hẹn hò với người đó nữa sao? Ủa? Dạ, thưa thầy. Con mới đi đâu về hả? Dạ, con mới đi chơi với bạn về. Dạ. Sao? Thưa thầy, có chuyện gì muốn nói với thầy phải không? Dạ, thưa thầy,
con có yêu một cô gái. Bây giờ con định tính tới chuyện lâu dài hơn, cho nên con xin lỗi, con vô ý quá. Dạ thưa thầy, con mồ côi từ nhỏ, được thầy dạy dỗ và nuôi nấng con, nên nay con muốn nhờ thầy sang hỏi cưới cho con, có được không thầy? Con tìm hiểu kỹ gia thế của người ta chưa? Con nhà ai, tên gì, ở đâu? Mà thầy có biết gia đình đó không vậy? Dạ, cô ấy tên là Lai, con của bác Ba Vàng ở bên bờ sông đó. Hình như thầy đã gặp cô ấy rồi thì phải. Mà cô Lại á, cũng thiệt là được anh hai ngỏ ý mà cũng không có thèm nữa, lại đi để ý tới một người chài lưới vậy đó. Tôi nghĩ là tôi muốn yên tĩnh một chút. Tuyết về trước đi. Nhưng anh đang buồn vậy, anh đi một mình em lo lắm. Tôi không sao đâu, Tuyết cứ về trước đi. Vậy em về trước ha. Anh á, nếu như có buồn á thì cứ tới tìm em. Em lúc nào cũng sẵn sàng để ở bên cạnh anh hết á. Ừ. Vậy em về nha. Ừ. Anh đem cái cho chú Ba chưa? Hồi nãy anh gặp cô Lại ở bến xong, anh gửi cho cổ mang về rồi. Vừa rồi anh bệnh, nếu không nhờ vợ chồng chú Ba giúp đỡ gạo thuốc, không biết giờ mình ra sao nữa anh. Bởi vậy, cái nhân cái nghĩa ở đời, mình nợ người ta thì phải tìm cách trả thôi mình nè. Thôi trễ rồi, anh gọi em đem lúa xin dưới ghe đi anh. Thôi mình đi em. Cẩn thận nha anh. Chuyện gì mà hai chị em tao phó quạo quọ vậy? Thì chuyện nhà ông Biện đó, lén lút đem mâm cỗ qua đây. Bây giờ ở ngoài chợ nó đồn rần rần kìa. Nó nói hả, chắc cậu Hai Chánh đã làm gì con Lại nhà mình rồi, nên mới dám vô lễ đem mâm cỗ qua đây á mà không thèm báo trước. Nhắc chuyện này tôi còn tức nè. Mình nghèo thì nghèo thiệt, họ không thể coi thường mình như vậy. Tức muốn học máu nè. Thiệt tôi cũng tức giống như anh chị vậy đó. Tự nhiên hả, người giàu người ta cư xử hồ đồ lỗ mãn, cuối cùng rồi người nghèo như mình á lại chịu mang tiếng hết như vậy. Còn cái đám nhiều chuyện ngoài chợ nữa, nó dám nói còn Lại hả là mất giá này nọ. Thiệt tôi bực hết sức luôn vậy đó. Thôi kệ đi, như vậy cũng tốt mà. Để cái bọn nhà giàu đó hả, khỏi tới làm phiền mình nữa.
giống như ông Hai Chánh á, con ghét ông lắm. Chị lại nè, nó ưa gì ông đâu, đúng không chị? Thôi, con nít biết gì mà chen vô chuyện người lớn. Đừng có nói bậy nói bạ mà mang họa nghe chưa. Thôi tôi về tôi lo cho sắp nhỏ. Anh chị coi từ từ mà tính nha. Thím về nghe mấy đứa. Dạ. Em về nghe. Ông, rồi giờ mình tính làm sao đây? Cái đầu hàng cái đó. Chứ tính gì mà tính. Như vậy thì càng hay. Sao càng hay? Trời ơi con à. Nè, nghe mới nói nè. Thằng Hai Chánh á, bây giờ nó đang buồn. Còn con Lài á, thì đang giận nó. Con phải biết lợi dụng lúc này nè. Cần của thằng Hai Chánh. Tin lời má đi. Mưa nhầm thì thấm đâu. Mở và treo mũi mèo mà cứ dần qua dần lại đi. Trước sau thì cũng cưa lỗ được nó thôi. Chiêu này má xài rồi. Má thiệt là tuyệt vời. Hay quá. Nói sao rồi bà? Đỡ không? Cơm nữa nó còn không màng. Ngay cả cái mặt tôi nè, nó còn không thèm dòm tới nữa. Vậy mà nói sao nữa, mở miệng ra nói cái gì? Ông nè, tôi sợ cái tình trạng này kéo dài, nó chịu không nổi đâu. Nó giống bà đó, cố chấp ngàn bướng. Nếu bà bỏ đi cái tính cố chấp ngàn bướng, thì có lẽ nó đã khác rồi. Nè, tôi làm gì mà ông nói tôi cố chấp ngang bướng gì đây? Ông không thấy là mấy ngày nay nè, tôi nhường nhịn nó hết sức rồi còn gì nữa. Tôi nói vậy á, là tôi nói cái cách bà đối xử với gia đình của con Lại kìa. Bây giờ tôi hỏi bà muốn trong cái nhà này nè, có thêm một đứa con dâu hay là
bà muốn mất đi một đứa con trai. Chị ba ơi, chị ba, chị ba. Trời đất ơi, cái gì thím, có chuyện gì vậy? Con nhỏ nhà em nó sốt cao quá, mà em không còn đồng nào hết á. Em tính hỏi chị có chai chanh không, cho em xin về đánh gió cho nó bớt sốt. Ngồi 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 đợi tôi chút đi, vô tôi lấy chanh cho. Dạ, ờ có. Dạ, vô lấy cho thím mấy trái chanh đi con. Dạ. Em lo quá chị ơi. Chờ nó một chút nha. Rồi sao? Ở bên đó còn gạo nấu cháo cho mấy đứa nhỏ không? Má, vô thím đi con. Dạ. Lên đây thím. Thím cảm ơn con. Dạ. Em cảm ơn nghe chị ba. Em về nghe. Quán quán quán. Dạ. Rồi vô đây. Cầm gạo này nè, đem về nấu cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Em nghĩ gì đi về lâu cho tụi nó đi. Chị em về nghe chị, em về đi. Con đi ra ngoài chợ mua một gói trà Thiết Quan Âm với lại một bánh thuốc gò cho thầy, để mai thầy làm quà cho chú ba già. Dạ dạ. Dạ thưa thầy, bây giờ con đi liền với thầy. Vậy là thầy chịu rồi đó. Anh hai đừng có buồn nữa nghe. Tôi biết rồi. Tôi đi với thầy. Lại, Lại ơi. Hả? Thầy Tư đồng ý rồi. Thầy Tư kêu anh đi chợ để mua đồ, ngày mai đem qua thăm nhà em để hỏi cưới lại cho anh đó. Thiệt hả? Thiệt. Nè, thầy Tư đưa tiền cho anh nè. Đã thích chưa? Vậy anh đi liền đi, để không thôi chợ hết một nhà bị ế luôn. Anh. Thôi anh đi nghe, anh đi nghe. Cẩn thận đó, coi chừng té nha. Cho bình nước đi. Dạ. Dạ thì hay đờ. Bữa nay thầy đi chợ mua cái gì mà coi bộ hớn hở quá vậy? Tôi đi mua một ít đồ để ngày mai chuẩn bị đi hỏi vợ. Trời ơi, chúc mừng thầy nha.
tôi đi chợ nghe không? Hai vô đi, chị hai vô đi. Cái gì vậy? Gì đó? Hả? Tế má. Dạ đây. Thư của tế với má là do thầy Tư Tị đã gửi. Đưa chị mày đọc tao nghe coi. Dạ đây. Qua đây coi, qua đây. Dạ. Dạ, thơ viết là kính gửi anh và chị Ba Vàng. Tôi là Tư Tị, thầy đờn của đoàn gánh hát cư ngụ trong làng này bấy lâu nay. Hôm nay có đôi lời đến với anh chị. Trước hết, cho tôi xin chúc anh chị sức khỏe. Và sau đó là cho phép tôi qua thăm nhà anh chị để ngỏ lời cho thằng Hai giỏi với cháu Lại con gái anh chị. Kính thư Tư Tị. Ông, anh Tư Tị ngỏ lời vậy rồi giờ tính là sao? Người ta lễ giáo gia phong như vậy đó. Có viết thơ ngỏ ý thì phải tiếp chứ sao? Chuẩn bị đi, băng tiệc, ngày mai tôi tiếp khách. Thôi, để tôi đi chợ mua đồ luôn. Vô lo cho tí bay đi tao đi. Dạ. Vui rồi hen. Đi vô đi. À, đi. Dạ, con chào bác, con mới qua. Tới rồi hả con? Dạ, con biết bác đưa trái cây, ăn cho mát. Nữa lại quà cáp nữa rồi. À, bác, anh Hà Chánh có ở trong phòng không bác? Thì nó ở trỏng chứ ở đâu nữa. Ừ, vậy để con vô coi anh lần nữa còn sao. Ừ, vậy cũng được. Nè con, ráng đi nha con. Lần này phải thành công nha con. Chứ cái tình trạng mà không ăn không uống như vậy bác lo quá à. Dạ, để con vô, con sẽ cố, bác yên tâm nha. Ừ, đi vô đi con. Con đi nha bác. Ừ. Cái con nhỏ này thiệt á, vừa đẹp người vừa đẹp nết, mà tại sao cái thằng Hai Chánh nó lại không chịu ta? Thiệt á, không biết phải làm sao nữa. Đúng là có phước mà không biết hưởng. Tại sao cái thằng này nó ngu quá vậy không biết nữa à? Hôm nay em qua để báo cho anh một tin về Lại, nhưng mà anh không muốn nghe thì thôi. Là chuyện gì nữa đây? Anh không nghe tin gì hết hả? Cô ta sắp lấy chồng rồi đó. Cô ta đang rất là sung sướng. Anh không biết gì hết trơn á hả? Cô đừng có bêu xấu Lại nữa. Cô bày trò gì nữa đây? Chuyện hôm bữa tôi và cô gặp ấy, chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi đâu có rảnh mà đi nói xấu người khác. Hai giỏi đã mua hết lễ vật rồi kìa. Ngày mai chỉ qua hỏi cưới cô ta thôi. Cái cô Lại này cũng lẳng lơ thì vừa đưa người cửa trước á, thì rước người từ cửa sau rồi. Cô ta đúng là không có đàng hoàng mà. Anh không tin hả? Chạy qua bên đó coi coi tôi nói đúng hay là sai. Ê, đi đâu vậy? Em qua chị Ba chơi một chút, đi về lẹ đó. Dạ. Anh Hai, em nghe đồn là cái thằng thầy đờn hay giỏi nó sắp lấy con Lại làm vợ rồi đó anh Hai. Thì sao? Trời, vậy thì anh Hai phải vui lên chứ. Vì nó lấy con Lại làm vợ rồi, cô đào hát thanh loan sẽ đâu còn có ai tranh giành với anh Hai nữa đâu. Vui bà nội mà chứ vui. Nó chọc quê tao trước đám đông, tao quyết thù nhà tao phải trả. Vậy thì bây giờ anh Hai tính sao? Bây giờ thì tao chưa biết, nhưng chắc chắn tao sẽ có cách. Cô, cô làm giấy tàu phủ cô. Cô ơi, mua rau của tôi đi cô. Đúng là trời thương tao. Bây giờ vậy, hồi nãy tôi thấy thằng Hai giỏi ở cuối chợ,
Mày xuống mày báo với nó là cô Đào Thanh Loan đang gặp chuyện. Nó sẽ chạy lên đây liền. Mọi chuyện ở đây để tao tự giải quyết. Nhanh đi. Dạ em đi liền. Dạ. Tới hả? Cái bực bội à. Nó làm gì nữa? Mượn nó vậy rồi chắc nó làm gì. Mỗi lần nó tới không nghe đâu. Cứ cãi hoài. Chào người đẹp. Sao hôm nay người đẹp đi đâu có mình vậy? Không thấy hai giỏi đi chung. À, tôi quên. Vậy là chắc là nó sắp lấy vợ cho nên bỏ của em có mình đúng không? Anh làm ơn tránh ra, tôi muốn đi về. Cái gì vậy? Có gì mà giận như vậy? Tôi định nói chuyện chút xíu thôi mà. Xin lỗi chị, tôi không mua nữa. Không sao, anh tránh đường. Sao mà tránh đường được? Trời ơi, sao mà đi chắc không cẩn thận mấy cái con vậy? Đi ra đi. Trời ơi, sao này? Tự nhiên à? Em có sao không? Kỳ cục hết biết. Dê người ta nó hay sao chứ trời. Trời ơi, chắc là dê người ta nữa đây nè. Đến coi con. Mai mốt đi đứng cẩn thận nha cô. Mời đi. Cẩn thận đó. Thấy thường quá. Thôi đi mấy bà ơi. Mấy người buôn bán đi. Ông nhìn cái gì vậy? Ông nhìn kìa. Đó. Gì đó? Cậu hai à, cậu nghĩ sao về những lời đồn thổi về cậu với cô Thanh Loan? Mong hai bác hiểu cho con, đó chỉ là lời đồn thôi. Con dám thề có trời đất, từ trước tới giờ con chỉ yêu có một mình em Lại thôi. Còn chuyện mới đây, tôi với má con Lại thấy cậu với cô Thanh Loan thân mật ngoài chợ thì sao? Dạ, đó chỉ là hiểu lầm thôi. Tại vì lúc đó con với cô Thanh Loan đi, rồi cô Thanh Loan té nên con đỡ cô ấy. Nếu mà con có làm chuyện gì trái với luân thường đạo lý thì làm sao con dám nhờ thầy Tư qua thăm nhà hai bác được? Dạ. Tôi thiệt tình muốn hỏi thăm. Có gì không phải cô bỏ qua cho nghe. Cô với thầy Đờn hai giỏi gắn bó với đoàn cũng đã lâu và cũng đang có ý với nhau. Có phải vậy không hả, cô Thanh Loan? Dạ. Dạ, thiệt sự thì con với là anh hai giỏi chỉ là anh em đồng môn với nhau thôi, chứ không có chuyện tình cảm như người ta đồn đại đâu. Với lại anh hai giỏi tính tình ảnh thiệt thà, chân thành dữ lắm. Bác với lại cô Lại cứ yên tâm nha. Dạ, tôi cảm ơn cô. Dạ. Mà nếu nãy giờ nói cái gì không phải á, cô bỏ qua giùm tôi nghe. Dạ không có gì đâu bác. Dạ, xin phép cô tôi về. Dạ. Dạ. Được ơi, có tía má và chị Lại ở nhà không? Không có ai hết đó. Chị Lại cũng đi luôn rồi hả? Chị Lại đi luôn rồi. Ủa, em đang làm đồ bắt cá hả? Đúng rồi. Tôi chuẩn bị đi bắt cá rồi. Thôi anh về đi. Mai mấy mốt á, anh đừng qua nhà tôi nữa. Lại. Ủa,
cậu Hai Chánh sao cậu ở đây vậy? Anh định qua gặp gia đình em và em để xin lỗi chuyện hôm trước. Chuyện đó cũng qua rồi, thôi cậu đừng xin lỗi tôi hoài. Mà tía má tôi cũng không có trách gì cậu đâu. Chị Hai ơi. Hả? Chừng nào anh Hai giỏi với thầy qua thăm nhà mình vậy chị? Chị cũng không biết nữa. Ủa, em sắp lấy chồng hả? Đúng rồi đó. Chị Hai tôi á sắp lấy anh Hai giỏi rồi, thôi đi về đi. Nè. Chị đó. Em á. Chị đó. Hai Chánh à, cha vô được không con? Cha có chuyện muốn nói với con nè. Con. Hai Chánh ơi. Con à. Con. Con à. Ba ơi. Ba. Chú coi Hai Chánh nó bị gì nè. Mày đâu? Cái gì vậy? Mày đâu? Kêu thầy xuống đây. Kêu thầy tới đây lẹ đây. Dạ. Lẹ đó. Dạ. Ơi. Con đừng làm má sợ cho mẹ con. Lẹ đây. Dạ dạ dạ. Con ơi, đừng có tò mò lên. Mau lên. Dạ dạ. Tò lại đây. Trời ơi Chánh ơi, con đừng làm má sợ cho con. Chánh ơi, bây giờ làm sao không? Chánh ơi, Chánh ơi. Chánh ơi, tỉnh lại đi con. Tranh thủ phơi đồ đi nha. Chị còn bên đây nè. Con ơi, trải thẳng ra nha cho nó mau khô nha con. Mọi người ơi, Hai Giỏi có người yêu tới thăm kìa. Trời ơi, sướng thiệt. Ước gì tôi cũng được vậy nha. Sướng quá nha, Hai Giỏi nha. Nè. Cảm ơn nha. Về nha. Công nhận cô Lại nhìn đẹp người đẹp nết quá ha. Đương nhiên rồi, ở đây ai đẹp bằng cô Lại. Bà đi. Tôi đã dự tính rồi, thế nào cũng có ngày hôm nay. Vì bà với thằng Hai Chánh có ai chịu nhường ai đâu. Tôi nói thì bà không có chịu nghe tôi. Tại thằng con ông nó khờ dại, cho nên mới đâm ra nông nỗi này. Tự nhiên bây giờ đổ hết lên đầu tôi là sao? Mà nói đi nói lại cũng tặng cô hồ ly đó. Nếu như nó không dụ dỗ thằng Hai Chánh thì con của mình nó đâu có điên đảo đến như vậy. Xem chút xíu là mất mạng rồi, thấy không? Trước khi trách người á thì mình phải tự coi mình trước đã. Tôi đã nói tới mức đó rồi mà bà vẫn không chịu nghe. Bây giờ xem chút nữa là thằng Hai Chánh nó mất mạng rồi. Từ trước tới giờ mọi việc tôi đều để cho bà quyết định. Nhưng lần này thằng Hai Chánh xem chút nữa mất mạng rồi. Bây giờ không được, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn nữa. Mà mọi việc trong gia đình này đều do tôi quyết định. Trời ơi, tôi mai mà tôi hai đã đẹp quá luôn. Đẹp trai dễ sợ nha. Bộ đồ đẹp quá. Thầy thấy con bận bộ này có được không thầy? Cô năm mai thì đẹp lắm rồi. Vừa dặn ghê hả thầy ha? Tôi á hả? Tôi phải thức cả đêm mới mai được bộ đồ đẹp vậy đó mọi người. Mọi người
thấy đẹp không? Đẹp hơn quá trời. Đẹp quá trời luôn. Không, chị Năm mai đẹp thiệt. Mọi người biết không? Hả? Chị Năm này mà ra tay có đẹp không? Đúng rồi, đẹp là nhất luôn. Bữa nay cậu Hai Giỏi đi hỏi vợ, nhìn cái mặt hớn hở chưa kìa. Nhìn mặt Hai Giỏi kìa. Quá hỏi vợ mà. Bữa nay nhìn cậu Hai tươi rối à. Đi hỏi vợ phải vậy chứ làm sao chị? Cô Loan, qua bên này nói chuyện chơi cho vui nè. Nói chuyện với con tí đi. Chánh à, tôi còn ráng dậy, con uống thuốc rồi con ăn uống đi cho lại sức. Rồi cha má sẽ hỏi cưới con lại cho con. Chứ bây giờ con làm chú rể, rồi mặt mày hốc hác, cơ thể mệt nhọc như vậy, làm sao con làm chú rể được hả con? Má hứa là kỳ này á, má với cha sẽ qua bển, hỏi cưới con lại cho đàng hoàng tử tế. Rồi con muốn cái gì bác cũng chịu hết được chưa? Má nói thiệt hả má? Má nói thiệt hả? Má nói thiệt đó. Nhưng mà sao vậy? Nhưng mà con nghe bộ nói, má nói vậy không vui sao mà tự nhiên cái buồn vậy? Không phải, hình như con nghe nói là sắp cưới ông thầy Đờn thì phải. Ôi trời ơi, ba cái chuyện đó con lo làm chi vậy? Chừng nào nó cưới rồi hẳn hay. Còn đằng này chưa cưới, mình có quyền mình qua mình hỏi mà. Nhưng nói thiệt, có phải là con nghe nói nó được người ta qua coi mắt rồi phải không? Dạ, con không biết là có qua hay chưa nữa. Nếu chưa thì được, nếu họ nhận lời rồi á thì mình không nên đến. Trời ơi, cái gì đâu mà không nên. Ba, cái chuyện này á, hai cha con cứ để cho tôi lo đi. Mà yên tâm, kỳ này á tôi không để cho hai người thất vọng đâu.